cha Phi-ô thứ 12 đưa vào hồng phổ để kết thúc năm Thánh Mẫu năm 1954, kỷ niệm 100 năm công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Lúc ban đầu, thánh lễ được cử hành vào ngày 31 tháng 5 để kết thúc ngày qua. Theo phục vụ mới từ năm 1970, thánh lễ được dời vào ngày 22 tháng 8, bát nhật sau ngày đại lễ Đức Maria hồn xác về trời. Hiểu ngầm rằng mẹ được đưa về trời để được tôn vinh là nữ vương thiên quốc. Lễ chọn Đức Mẹ lên trời đã hồn lẫn xác được tiếp nối bằng lễ Đức Maria trên nữ vương. Lễ này được cử hành một tuần sau lễ trước và trong lễ này, người ta ngắm nhìn đấng đang ngự bên cạnh Đức Vương muôn đời và sáng láng như nữ vương và nắm giữ vai trò hầu hầu như người mẹ. Xin cảm ơn cậu hoàng lắng nghe. Thank you.